Rồi, xin chào các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài lab số 10.1. Và cái bài lab số 10.1 nội dung như sau. Nó yêu cầu chúng ta nó là gì? Về ở cái cột giới tính, đây là cái bảng dữ liệu của cái bài tập số 10. Và bây giờ nó yêu cầu chúng ta là gì? Ở cái cột giới tính, quy định chỉ được nhập nam nữ khác. Và sau đó là chúng ta sẽ định dạng conditional formatting tô màu nền cho giới tính nam là màu đỏ, giới tính nữ là màu cam. Và bây giờ chúng ta sẽ làm từng bước như sau. Bây giờ câu số 1 đầu tiên, các bạn nhìn thấy đây là dữ liệu rất là nhiều, thì ở đây thầy sẽ demo cho các bạn bốn cái hàng thôi, còn những cái còn lại là các bạn chỉ việc kéo nó xuống thôi ha. Bây giờ thầy sẽ ẩn các cái dữ liệu còn lại để cho các bạn dễ nhìn. Rồi. Hay. Rồi bây giờ như vậy thì ở đây chúng ta sẽ format cho các cái toàn bộ cái cột giới tính này. Rồi đầu tiên là quy định chỉ được nhập nam nữ. Thì bước đầu tiên các bạn sẽ để cái con trỏ chuột vào cái ô đầu tiên của cái cột giới tính, sau đó chúng ta vào data. Chúng ta sẽ vào, chúng ta thấy là cái trường cái biểu tượng đó là data validation, có nghĩa là kiểm lũ dữ liệu. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào data validation. Thì lúc này cái data validation nó có ba cái thẻ. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ xài cái thẻ setting. Sau đó là chúng ta sẽ chọn ở đây là list. Chọn list. Rồi cái sort ở đây là chúng ta sẽ chọn đó là nam. Rồi chúng ta sẽ gõ vào đây ha, nam nữ, chúng ta đưa cái dữ liệu mà chúng ta cần cần nhập nam nữ khác. Được chưa? Rồi chúng ta nhấn OK. Thì lúc này ở cái ô của chúng ta nó sẽ có cái biểu tượng, cái nút, và chúng ta chỉ cần bấm sổ ra, chúng ta chỉ chọn vào, được chưa nè. Và ở đây á, là để mà chúng ta làm được cái tô màu nền, nam là màu đỏ, nữ là màu cam đây, và khác thì nó không có màu, thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Và bây giờ thầy sẽ làm lại từ đầu cho các bạn xem nhé. Trước trước khi làm thì thầy sẽ bỏ lại cái format ban đầu trước đã. Đây, thầy sẽ vào đây để thầy bỏ nha. Đây, thầy sẽ bỏ hết tất cả những format này. Rồi sau đó thầy sẽ làm lại từ đầu cho các bạn cái việc mà chúng ta dùng conditional formatting tô màu nền như thế nào. Thì các bạn cũng sẽ chọn vào cái ô mà chúng ta cần định dạng, ô đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ vào thẻ home. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu tượng conditional formatting, ta chọn vào đây, chọn new rule. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái hàng thứ hai là format only cells that contain, có nghĩa là định dạng chỉ những cái ô mà có chứa dữ liệu. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn ở đây nè, ở đây là cell value, rồi ở đây chúng ta sẽ chọn là equal to. Rồi đầu tiên đó là nam. Nếu là nam thì chúng ta sẽ format cái màu nền đó là màu đỏ, thì chúng ta chọn ở đây màu đỏ. Bây giờ chúng ta chọn cái thẻ fill, chọn màu đỏ, rồi nhấn OK. Rồi OK. Và lúc này các bạn thử xem nhé, chúng ta chọn nam thử coi. Bây giờ nó lại nhảy sang màu đỏ. Rồi bây giờ tiếp theo là nữ. Chúng ta chọn nữ thì nó sẽ là màu cam theo cái yêu cầu của đề bài ở đây. Và bây giờ để mà format cho nữ thì chúng ta làm sao? Chúng ta cũng làm tương tự cho nam, đó là home. Làm tương tự giống như nam vậy đó, new rule. Rồi chúng ta cũng chọn vào đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn lại ở đây là gì? Equal to. Là bằng đó. Rồi ở đây chúng ta gõ vào đây là nữ. Rồi, format. Rồi chúng ta sẽ chọn màu cam đúng không các bạn? Thì more color ha, thì sẽ kiếm cái màu cam. Màu cam là cái màu nào? Màu này ha. Màu này là màu cam nè. Được chưa? Rồi chúng ta nhấn OK. Rồi thì đây là màu cam. Rồi chúng ta chọn OK. Rồi OK tiếp. Và bây giờ các bạn nhìn thấy ở đây nó đã chuyển sang màu màu cam. Nếu chọn nam là màu màu đỏ, nữ là màu cam, và khác thì nó không có màu. Thấy chưa? Và bây giờ để format cho tất cả các cái còn lại thì chỉ việc nắm ở đây chúng ta kéo xuống. Và bây giờ các bạn xem, ở đây là ví dụ như đây là nam, ở đây là nữ chẳng hạn, rồi ở đây là khác, rồi ở đây là nam chẳng hạn. Đó thì nó sẽ tự đổi màu. Thì đây chính là cái cách làm cho cái câu số 1 của bài lab số 10. Rồi video thầy dừng ở đây nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.